Ủa, có thêm cái hình của người máy là đỏ anh em thấy không, hơi là lạ xíu anh em. Rồi, ok, và mình biết là nó sẽ gia tăng được cái sức mạnh gì không. Ô, em nó mặc bộ đồ Odin này anh em à, Huy nè. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Blob Suit. Và ok, ở video này thì anh em ta sẽ cùng nhau đi quýnh con lo tiếp nha anh em. Hôm bữa thì mình quýnh khoảng cái tầm 70 lần rồi nhưng mà mình vẫn chưa ra được cái chip anh em à. Nói chung là khá là đen, đen cực, đen vô cực luôn anh em à. Thì hôm nay mình với lại mấy anh em quyết tâm sẽ lấy cho được cái chip lo. Ok, trời ơi, mình không có trái kia làm sao có thể là giết được cái con quỷ này. Tại vì mình mới lỡ mua cái trái mắt ma này mà. Bây giờ mà mình đổi qua nó thì nó hơi uổng anh em. Rồi, mày ở bưởi. Vô đâu có gì thật. Cái trái này thì mình biến khổng lồ nhưng mà nó không có quýnh được anh em à. À, không biết là khi mình biến thu nhỏ lại thì nó có cầm được cái kiếm hay không. Ủa, biến hình. À, không được anh em ơi, nó không phải giống như trái Phật tổ. Như trái Phật tổ thì mình có thể là biến lại. Ủa, rồi ta. Biến lại thì mình có thể là cầm được cái kiếm nhưng mà cái này mình không có thể cầm được cái kiếm nha anh em. Mũi boss không có thế này. Mày hả boss. À, mình không sử dụng được cái ấy thì mình sử dụng cái này nè mà. Melee, sử dụng melee. Ủa, không thế này. Quỷ này nó biến thành lừa học dưới cho nè. Khó chịu ghê luôn á. Là mình chạy theo khá là mệt mỏi nè. Ở đâu nó này. Ôi, vẫn chưa ra nè mà, vẫn chưa ra chip nè mà. Vẫn chưa ra. Phải là gì? Được cái kiếm với lại khi được cái mũ ngựa vằn đó nè mà. Vậy mà nó cũng không ra, đen ghê luôn á. Quánh tiếp đi nè. Khá nhỏ nè mà. Mình quýnh là bèo bèo ít gì cũng khoảng 70 lần anh em. Bây giờ mình sẽ đếm thêm là những cái số lần hôm nay mình quýnh nữa anh em. Bữa trước là nhóc ra là nó tiêu 30-40k điểm ép anh em à, để mà cho mình quýnh. Sẽ kể là những cái lần mình tự quýnh lại có những anh em khác hỗ trợ mình nữa anh em à. Ok, vô. Rồi, tiếp anh em. Ôi, cháy gì ghê ta, cháy nhện anh em, cháy tơ cái gì ghê vậy. Ôi, vẫn không ra anh em à. Lại được thêm một cái mũ ngựa vằn nữa anh em. Phải là vậy chứ. Khó thiệt anh em à. Không biết khi nào mình mới có thể là ra được đại anh em. Hơi bị khó nha anh em à. Gầu ghê luôn. Tiếp nha anh em. Sẽ tiếp tục quýnh tiếp để khi nào ra được thì ra. Rồi, ok. Ui, ai qua nhanh cái gì nè. Em đang xài trái gì ta. Không biết là trái gì anh em à. Ok, tiếp nha anh em. Ở đây thì mình đang còn thiếu mỗi trái mochi nữa là như là đủ luôn rồi anh em à. Báo, gồng, bít mồm, điều khiển, trái độc, trái bóng đêm, trái trọng lực, trái reset, trái lôi này kia kia nè. Còn thiếu mỗi trái mochi nó đủ nè. Vãi thật sĩ, lại không ra nữa nè mà. Khá là nhỏ. Ok, tiếp là nè mà. Mình còn cũng khá khá điểm ép hiện tại và nhóc ra lần lại tiếp tục mua điểm ép lên nè mà. Lại tiếp tục sử dụng điểm ép để mua chip để mà tiếp mình để có thể là kiếm cái chip lò khá là khó kiếm anh em mày. Cái tộc si boss đúng là không dễ tí nào anh em mà. Quá là khó luôn á. Không biết khi nào mình có thể là kiếm được cái tộc si boss này. Rồi vô nha anh em. Ok, chỗ đây. Tiếp nha anh em mà. Phải là sự chứ vẫn chưa ra anh em à. Lại là thêm một lần nữa vẫn chưa ra. Tiếp tục nha anh em. Chưa luôn anh em ơi. Khó thiệt chứ anh em. Đúng là khó thiệt. Tức là quá là khó anh em à. Bởi vậy cái tộc si boss nó mạnh là phải rồi anh em à. Mấy anh em bảo nó mạnh lắm nhưng mà mình cũng chưa test thử cho nên cũng chưa biết là có mạnh hay không. Có một bạn mua chip rồi nè. Ok, giờ tiếp nha anh em. Ok, hôm nay thì mình sẽ quýnh thêm vài lần nữa xem thử như thế nào anh em à. Không gà nữa thì chịu thôi, hôm nào lại tiếp tục farm tiếp. Lại tiếp.
vẫn chưa ra luôn đây mà, lại thêm một lần nữa thất bại đây mà. Ui ok tiếp nha anh em, lại tiếp tục thêm một lần nữa đây mà. Hỏi ơi khó ghê luôn đây mà, không có gì nào mình uốn cả trăm lần mới ra không ta. Thế là 1% thì mình uốn khoảng 500 lần mà không ra thì thôi bó tay luôn đó chứ anh em, là công nhận là mình đen dữ luôn đây mà. Ok còn thiếu bạn nào thì phải. Ok giờ này em à, chua ghê luôn em à, khá là vất vả nha anh em. Dậu vẫn chưa ra đây mà, vẫn chưa ra. Ok wow khá là mệt nha anh em, cái chip lo đây mà nó vất vả vãi anh em à. Ok quyết tâm là hôm nay thì cố gắng kiếm cái luận cho gọi anh em à, khó thiệt sự chứ. Rồi tính ra là mình quýnh hơn 70 lần nha anh em, nãy giờ chắc cũng khoảng chục lần đó, tính ra là mình quýnh cũng được có tầm 80 lần anh em à, 80 lần rồi nha, vẫn chưa ra được cái chip lo anh em à, khá là khó chịu lâu vãi anh em à. Ok quýnh thêm một lần nữa nha anh em, trời ơi ở Malaysia mong là lần này mình sẽ có được ra được cái chip lo đây anh em. Ở Malaysia ok có anh em nào đợi sẵn lên nè. Rồi, mình đứng ở bên này đi cho nó hơn hơn xíu này mà. Ủa, hồi nãy gì là mình cũng đứng ở đây thì phải. Nãy mình đứng ở ngay khúc đầu mà phải nè. Ôi, vẫn chưa ra nè mà. Ok, tiếp lại nè mà. Lại vẫn chưa ra. Khổ thiệt. Khó nha nè. Khó thiệt nè mà. Trời ơi, gần 12 giờ tối luôn rồi để mà vẫn chưa ra được cái chip lo. À, có khả năng là lần này cũng sẽ là một lần bắt cái ta gọi là sao ta là một lần nhỏ nữa đi anh em à, bây giờ mình không biết gọi gì luôn rồi nè, mà công nhận cái số mình đen thì sẽ kiếm cái chip lo là mình nó khó phải nè, mà đến bây giờ là mình vẫn chưa ra được cái chip lo đen ghê luôn nè, quá là đen luôn. Để mình xem thử cái đợt này có ra được cái chip nữa hay không, này giống là xì bùa mong là cái đợt này để mình sẽ ra được cái chip, bị nó bắt dính rồi nè. Bây giờ mỗi lần bắt dính này thì tay mình có cơ hội để mà phan phập nó nè, bắt đầu bắt rồi mày á bởi ây da rồi ok bị nó bắt dính rồi nè. Ôi vẫn không ra nè. Vẫn không ra nè, ôi ơi không biết thế nào mới có thể ra đây anh em. Tiếp nha anh em, lại thêm một lần nữa không ra. Ok, mới chip và tiếp tục quấn tiếp thôi anh em à. Quấn chỉ là nó gầy thôi. Nói chung là có thể là mình là người nhỏ nhất ở trong lóc rút không ta? Có khi nào là mình là người nhỏ nhất luôn anh em à. Chứ có ai mà quấn cả trăm con như mình không ta ơi. Chắc là mình là người đầu tiên phá kỷ lục quấn chip. Có lộn quấn lo lâu nhất mà vẫn chưa ra được chip anh em à. Dám lắm mà. Ok, tiếp tục vô nha anh em. Ủa, mấy anh em vô sẵn hết hay gì? Ồ, ok. Đấy, tiếp tục thôi. Thấy thật sự chứ vẫn chưa ra đây mà. Lại là thêm một cái kiếm logo nữa. Vẫn chưa ra luôn. Ui, phải thật sự chứ. Không lẽ bây giờ mình chịu đầu hàng xem em. Anh em đợi xíu nha. Mình mua thêm một cái chip nữa nè mà. Mình mua thêm một cái chip nữa để bây giờ mình thử cái đồ nhân phẩm. Mình xả hết cái đống chip luôn để xem sao. Em còn 1KF à, anh còn 8K. Ui vẫn chưa ra nè mà, vậy là sự chứ. Ok giờ đến lượt mình mở nè mà, khó nha anh em, khó chịu quá nha anh em à. Ui mình quánh chắc hơn 80 lần đó nha anh em, nãy giờ mình không biết là mình sẽ đếm bao nhiêu lần đó, khả năng cao là mình có thể đang quánh đến 100 lần thì mình mới có thể mở được nè mà, dám lắm mà. Vậy sao không biết là mấy anh em nó khó hay không, sao mà mình quýnh nó lại khó đến như vậy nè mà. Vẫn chưa ra nè mà. Lại là vẫn chưa ra. Bây giờ mình chả biết là khi nào mình sẽ ra được nữa anh em. Nói chung là khá là gian nan anh em à. Để mình xem để mình còn bao nhiêu điểm ép này. 6K nữa nè mà. Nãy giờ mục tiêu chắc cũng khoảng gỡ 8K thì phải nè mà. Vài con nữa qua liên quân đi. Ok em. Hai con nữa nè mà, hai con nữa cho nên mình sẽ đi cày điểm ép cho nên mình sẽ tiếp tục quánh tiếp.
Nãy giờ quýnh chắc cũng khoảng 9 8 mấy con hay nè, mà 8 mấy con hay nè, chứ chưa tới 9 mấy con nè. Trời, trước mình khoảng còn gần 70 con, bây giờ đợt này thêm khoảng 10 mấy con á anh em, là tính cũng gần 8 mấy con à, chưa nhiều anh em à, 100 con nhớ là nó mới nhiều. Ok, tiếp nha anh em, tiếp thôi. Ồ, hình như là anh em vô xong hết thì phải. Ok, vô. Rồi, ok, ra gọi anh em à, ra gọi anh em à, ra gọi anh em ơi, ra gọi anh em à, ra gọi, ra gọi. Ok anh em à, vãi thật sự chứ. Rồi bây giờ anh sẽ làm tiếp cái giống gì nữa bây giờ anh em à, vãi gần 90 con anh em à, gần 90 con, vãi thật sự chứ. Rồi ok, tiếp thôi anh em, bây giờ mình sẽ làm gì vậy ta, giờ mình sẽ làm gì, giờ giờ làm gì đó, cái này là giao cái này để mà lấy được cái tập si bót anh em, lên chỗ này anh. Ok, ôi trời ơi, em chạy nhanh cái gì, mình vừa mới mua cái trái độc mà mình ăn vô anh em mà, chứ cái trái của mình thì vẫn còn nguyên, cái này mình mua trong shop giảm giá này mà. Ok, bây giờ mình sẽ đi lên đây và mình sẽ giao trái đây. Rồi, chui vô đây, chui vô đây, cầm cái chip, cầm cái lõi robot. Ôi giờ này mà rớt mạng cái chắc yếu quần quá anh em. Rồi, đặt vô đây thôi anh em, đặt ở đây pet. Rồi ok, rồi các bạn đã được xử lý với lòng xuống cầu thang. Trời ơi, xuống đây, chui vô đây à, chui vô đây. Rồi nhắn như này ta, nhắn như đây à, chấm 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 chấm, bạn có muốn thay đổi tộc của mình thầy tộc người máy không, 2.000 gửi điểm ép. Ok, ủa thành à, thôi thành tộc người máy là nó sẽ thiểm này nè anh em đó. Rồi ok, bây giờ mình không biết tập người máy của mình nó sẽ được như vậy. Đúng rồi em, đúng rồi, mình đã đổi tập si bót anh em à. Bây giờ là mình không biết là mình sẽ được cái giống gì từ cái tập si bót anh em à. Có ai tập si bót không ta, nhóc này à, tập gì đây, ủa tập gì chạy, mình không biết tập gì nữa nè. Nơi mặt anh có kìa anh. Ok ok em, thì ở đây mình thấy cái mặt của mình sẽ có thêm cái của người máy này mà, của có thêm cái hình của người máy là đó anh em thấy không, hơi là lạ xíu anh em. Rồi, ok, và không biết là nó sẽ gia tăng được cái sức mạnh gì không. Ô, em nó mặc bộ đồ Odin này anh em à, Huy nè. Rồi ok, xong, wow, cuối cùng lấy được cái tộc support nữa mà, gian nan vãi chưởng Hoa Liên Quân. Rồi ok, vậy là cuối cùng mình cũng đã có được cái tộc support rồi, giờ mình không biết cái tộc support này mình sẽ gia tăng được cái sức mạnh gì, thì khi nào mà mình sẽ review, mình sẽ test, sau đó mình sẽ review tiếp tục cho anh em xem thử mình trải nghiệm như thế nào nha anh em. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video đây thôi, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo về tựa game Lostwood, và đừng quên cho mình một like và đăng ký để mình có động lực tiếp tục có thêm nhiều video về tựa game cho anh em cùng xem. Cảm ơn anh em rất nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em.